Khủng long chỉ thích ăn lá cây thôi, không thích uống sữa, không thích ăn thịt các bạn ơi. Ý, khủng long lớn rồi kìa. Bạn khủng long là sống thôi. Cách đây rất là xa xưa rồi, và bây giờ khủng long đã tuyệt chủng rồi các bạn ơi. Bây giờ chụp hình với bạn khủng long nha các bạn. Ồ, bạn khủng long chụp hình dễ thương quá, làm kiểu đẹp quá à. Ơi, bây giờ cho bạn khủng long ăn thịt nha. Lớn rồi phải biết ăn thịt chứ, mang được hả? Thôi để mình lấy lá cây cho bạn ăn nha. Nhấm nhầm 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 nhầm. Nhấm nhầm 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 nhầm. Ý, khủng long ăn giỏi quá ta. À, bây giờ để làm một bàn cọp nè các bạn ơi. Cho bàn cọp uống sữa đi. Ô, bàn cọp uống sữa giỏi quá ta. Ô, bàn cọp lớn lên rồi kìa. Bàn cọp lớn lên rồi, bây giờ cho bàn cọp ăn lá cây đi. Lá cây đi, lá cây ngon lắm á. Ê, thôi cho ăn thịt nè. Ui, bằng cọp giỏi quá ta, ăn thịt giỏi lắm kìa. Ý, bằng cọp lớn hơn kìa. Chán quá, không có gì chơi. Ủa, bằng cọp muốn chơi hả? Để mình cho bằng cọp cái bóng nè, chơi đi. Bằng khỉ ăn thịt nè. Ôi, không ăn hả? Ăn thịt đi nè.